sau Everest thế hệ mới, Ford Việt Nam sắp ra mắt Ranger thế hệ mới tại thị trường Việt, dự kiến trong tháng 8 sắp tới. Sau mẫu SUV Everest thế hệ mới, Ford Việt Nam sắp giới thiệu mẫu xe chủ lực khác Ranger thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Trước đó, mẫu bán tải Ford Ranger 2022 phiên bản Wincheck 2022 đã bị bắt gặp khi chạy thử và sẵn sàng được giới thiệu trong thời gian sắp tới. Hiện tại, các đại lý, của Ford Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc Ranger 2022 thế hệ mới, với đầy đủ các phiên bản như Sport và Wildtrak. Check. Trong khu vực Đông Nam Á, Ford Ranger 2022 đã được bán ra ở một số thị trường như Thái Lan và Campuchia. Chiếc Ford Ranger 2022 thuộc phiên bản 2 lít Biturbo 2 cầu cao cấp định vị chỉ thấp hơn, bản Ranger Raptor. Ở phiên bản này, Ford Ranger White Check 2022 vẫn tiếp tục sử dụng động cơ dầu 2 lít tăng áp đơn Biturbo như thế hệ cũ động cơ cho công suất 210 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm, sử dụng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động hai cầu. Trong khi các phiên bản thấp hơn dùng động cơ dầu 2 lít tăng áp đơn single turbo. Nội thất Forerunner Y Check 2022 thế hệ mới được trang bị màn hình giải trí trung tâm đặt dọc kích thước lên đến 12 in. Hệ thống ra lệnh bằng giọng nói sinh 4. Màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số. Nâng cấp phanh tay điện tử và các chế độ lái được chuyển sang điều khiển bằng núm xoay. Foranger 2022 thế hệ mới thêm nhiều tiện ích hỗ trợ lái như hệ thống hỗ trợ 24 trên 24, hệ thống sạc điện thoại không dây, hệ thống phanh tay điện. Ngoài ra, xe còn có một camera quan sát xung quanh 360 độ để hiển thị những gì xung quanh xe, và hơn nữa. Để tránh mất thời gian chờ đợi, khách hàng quan tâm đến dòng xe Foranger 2022 thế hệ mới nên đặt cọc trước để có xuất nhận xe sớm. Trên thực tế, Foranger là mẫu xe bán chạy tại thị trường Việt. Hơn nữa, thế hệ mới của Ranger 2022 mang nhiều nâng cấp hứa hẹn sẽ rất hút khách. Chính vì vậy, Ranger 2022 rất dễ khan hàng sau thời gian ngắn ra mắt. Mặc dù mẫu bán tải này được lắp ráp trong nước, tuy nhiên việc khủng hoảng chip điện tử có thể tác động đến việc sản xuất mẫu xe này để đáp ứng cho thị trường. Xe cộ XX